of the Jack Refix. Sau khi mà anh em chúng tôi vừa mới nhai xong cho một cái phân đoạn là mười mấy trang hả Duy? Ủa như mấy cái không? Ba cái. Bây giờ đến giờ ăn trưa thì bây giờ mọi người sẽ thấy là đây là bún thịt nướng nè. Bún thịt nướng nha. Do Lina Trang. Lina Trang là bếp nha. Tài trợ nha đó. Chef Lina Trang. Quá trời. Tuyệt vời quá đoàn phim. Sao cái mình ăn này là có tráng miệng. Tráng miệng, gì đến đây? Trái cây. Tráng miệng đến lọc quá. Tráng miệng gì? Trái cây. Trời ra chợ mua cái một. Chuyện nhỏ. Mua bún chưa? Mua bún đúng không? Quá trời, 50 mẫu. Thôi, ăn trưa thôi, rồi tiếp tục chiến đấu nữa. Đi rồi. Hải vô. Hải đâu rồi? Ra là mày bắt tao. Muốn gì? Muốn gì? Đáng lý cả gia tài là của đáng tao. Đáng lý cả gia tài. Thì đột nhiên thằng con anh của mày xuất hiện ngán đường. Nhưng thằng con quan của mày xuất hiện là cản trở tao. Nên tao buộc phải cho mày biến mất thôi. Phải cho mày biến mất thôi. Chính tao đã bày ra vụ bắt cóc này. Chính tao đã bày ra vụ bắt cóc. Sau đó vờ như là con tin bị bắt dạ cóc giờ bị giết. Con tin bị bắt cóc. Rồi tụi bắt cóc nó giết. Còn tao thì bị tụi nó làm bị thương, cướp tiền chuột bỏ trốn. Cướp tiền chuột là bỏ trốn. Mày thấy kịch bản của tao có hoàn mỹ không? Mày thấy kịch bản của tao có hoàn mỹ không? À, thằng em và mẹ ngang hông của mày á có bám theo tao. Tao quên mất. Thằng em và bà mẹ ngang hông của mày á có bám theo tao. Nhưng rất tiếc, bị tao cắt đuôi rồi. Bị tao cắt đuôi rồi. Không ai cứu nổi mày đâu. Bây giờ không ai cứu nổi mày đâu. Kể ra mày cũng có đầu óc đó. Nha. Kể ra mày cũng có đầu óc đó. Mày giúp tao nghĩ ra một kịch bản tốt như vậy. Giúp tao nghĩ ra một kịch bản tốt như vậy. Đá lông nhèo. Ê! Nè! Mày làm gì? Mày làm gì? Thả tao ra! Thả tao ra! Dám phản bội tao hả? Tụi mày phản bội tao hả? Nói cho tụi bay bao nhiêu tiền? Nói cho tụi bay bao nhiêu tiền? Tao phải trả cho gấp đôi! Tao phải trả cho gấp đôi! Thả tao ra! Thổi đồ! Ui ra! Buông tôi ra. Không. Xử lý á. Không. Cái gì? Mày làm gì đấy? Thả tao ra. Thả tao ra. Giữ hiện trường lại. Hắn nhảy xuống. Hắn nhảy xuống. Còn cái đàng hoàng. Còn cái đàng hoàng. Còn đi. Buông ra. Hắn à. Ai đi mày? Đi mua xăng đi. Đi mua xăng đi. Dạ. Dạ. Nhân. Có người gì không? Tao phải gọi chứ. Để coi có gì bất thường. Và tụi nó phát hiện được hai tên này đang giả làm nhân viên quán bar chờ tao. Và tụi nó phát hiện được là hai tên này giả làm nhân viên quán bar đang chờ tao. Nên nó đã báo cho tao ngay lúc tao đang trên đường đến. Nó báo cho tao lúc tao đang trên đường tới. Đáng lý á, tao có thể quay về. Đáng lý là tao có thể quay về. Nhưng tao vẫn đến để đóng cho trọn vẹn vở kịch đời của mày. Để đóng trọn vẹn kịch bản đời. Để cho mày chết khỏi phải ân phận. Hãy bất ngờ bàn hoàng còn nhân bắt đầu vô kể lại. Chút cuối thời của mày gần ra đi. Hất đầu ra. Hất đầu nó lên đứng dậy. Thả đầu ra. Đứng dậy bước xuống này nói. Mày có chắc là hai thằng gì đó đã trốn thoát sang Campuchia? Anh la có mệt không Duy? Không. Ôi mà bớt giỡn này. Em giới. Em ơi, cái gì anh? Hiệu quả, hiệu quả. Hút phải không? À. Giọng gì đẹp, vẫn không có chuyện. Làm cái gì là... Tùm lum tùm la. Trời, hồi nãy giờ anh đang nhắc anh Vũ này. Cái gì hả? Em thử. Chỉ qua nè. Thấy nè. Ấy. Đang gác nhỏ lên, giật mình. Bà nói cái gì? Không ăn. Thấy hải đổ. Đổ 200 kìa. Dạ, mở.
Mẹ đã báo công an rồi. Bà nói cái gì? Bà nói cái gì? Công an. Công an hả? Nhìn này kia, mày giết người thì mày tự giải quyết đi. Mẹ kiếp. Tao thua rớt. Giết người, tự giải quyết đi. Còn tao chung trước. Đi. Đi không? Đó. Làm ơn tha cho con tôi. Thôi chị lỡ tay giết người thôi. Mẹ. Mẹ. Học thoại mà ra đây tâm sự nè, trời ơi cái phân đoạn này 8-9 trang nè chị Thúy ơi, kết thúc câu chuyện là tôi phải học thoại của người khác. Cái người mà đang sắp máy đi qua đi học thoại nhiều nhất á, ông lo tập trung đi, trời đất ơi, còn nó quay TikTok tiếp theo quá nhà quan nè. Nha. Yeah. Yeah. Dạ lên. Phải là đèn đấy. Phải là đèn đấy. Ok ok, nếu thấy video hậu trường nãy giờ hấp dẫn, hãy để lại một like, một lượt bình luận. Danh sẽ trả lời từng bình luận của mọi người. Và nhớ bấm nút đăng ký kênh, theo dõi kênh Danh nhiều hơn nữa nha. Chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.